Ủa sao tôi thấy bạn nữ này quen quen ta? À, hình như em có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi. 300 mấy chị, à, 300 là một cái tập phát sóng của số quân đội đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy là cũng gần quá, gần 3 năm rồi. Bây giờ hai chị em mình mới gặp lại. Ok ok, rồi người quen để đó. Bây giờ chào em nè. Hello em trai. Em là chị ạ. Rồi, em tên là gì? Em là chị, chào bạn gái bên kia. Thì em là Minh, thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau đó em vào đây sinh sống và lập nghiệp. Rồi, mình vào đây lâu chưa Minh? Dạ, em vào đây từ những lúc em học đại học ạ. Ồ, vậy là cũng lâu rồi ha. Hiện tại công việc của mình là gì? Dạ, hiện giờ em đang làm bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm Bảo Việt. Rồi hiện tại mình sống ở đây với ai? Dạ, em sống với nhà ngoại và em ở đây. Nhà ngoại? Dạ vâng. À, còn ba mẹ? Ba mẹ em thì vẫn ở Hà Nội, thì ba mẹ em thì hiện giờ đã về hưu nên là có lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Hồ Chí Minh. Ừ, có nghĩa là cũng đi đi về về, còn dạ, em thì ở hẳn trong này đúng luôn. Thì em sinh sống và định cư ở đây. Vậy mình có ý định là sau này mình lập nghiệp ở đây luôn hay là mình về lại Hà Nội? Em lập nghiệp ở đây chị ạ. Lập nghiệp ở đây ha. Rồi, bây giờ quay lại em nè. Lý do ngày hôm nay sao mình gặp... À, trước tiên em hãy giới thiệu thông tin của mình lại, bởi vì chị với em thì quen, nhưng mà đối với Minh thì đây là người mới ha. Em xin chào anh. Em tên là Sang. Năm nay em mới 30 thôi nha anh. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh của mình. Quê em thì ở Đồng Nai ạ. Sang, kể lại cho dì Tường nghe coi lý do hôm nay sao mà đăng ký tham gia chương trình nữa nè. Cái tập mà quân đội đợt 3 năm trước thì em có nhấn chuông với lại cái anh quân đội đó, hình như em nhớ không làm ảnh tên Tân Hoàng hay Tân Long quên tên luôn rồi. Mình nhấn chuông mà chị, nên mình cũng phải có cái trách nhiệm trong đó là mình muốn ấy. Nên em đã chủ động nhắn tin cho cái bạn đó. Thì bạn cũng có trả lời cho em, dạng như là trả lời cho có. Cái sau khoảng một thời gian thì em thấy ồ, cái người này chắc có vẻ như họ không có muốn thực sự tìm hiểu mình. Cái thôi em quyết định em dừng lại. Nhưng mà lúc đó ảnh vẫn nhắn chuông mà đúng không? Dạ đúng, anh vẫn nhắn chuông. Nhưng dạ, mà anh rồi, không chủ động mà em chủ động. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Nhưng mà ảnh có vẻ là cũng lơ. Vậy là cái ông đó, ông nhấn chuông theo kiểu nhấn chuông lịch sự rồi. Cho nên thưa quý vị, đối với chương trình Hẹn Hò thì đây là cái hạnh phúc của mình. Và mình ghi hình với rất là nhiều người theo dõi. Cho nên hãy thật sự mình có cảm xúc thì mình hả nhấn, còn không có thì thôi, mình không có cần phải lịch sự gì cả. Bởi vì mình lịch sự như vậy vô hình chung là nhiều khi mình lại làm tổn thương người ta nha. Đây là Tường xin nhắc nhở lại với những người nào mà đang tìm một nửa yêu thương của mình. Mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia thì mình cũng cứ mạnh dạn làm theo cái cảm xúc của mình. Rồi từ đó đến nay em có trải qua mối tình nào khác nữa không? Cũng có, em có quen được một anh được khoảng 2 năm mới chia tay hồi cuối năm. Ôi ôi, sao cuối năm ngoái. Sao tiếc quá vậy? Tại vì chị biết là em là một người thật sự rất là khao khát muốn tìm một nửa của mình và cũng muốn kết hôn. Thế tại sao mối tình đó 2 năm mà cũng không được vậy em? Duyên chưa tới, hoặc là có thể là do người ta thay lòng. Tại vì 2 năm rồi chị. Thôi em không muốn nhắc tới nữa. Không, mình cứ nói ra hết để cho mình cảm thấy thoải mái thì mình mới tiếp nhận được một cái tình yêu mới gần một năm, mà bây giờ nhắc tới em vẫn còn xúc động. Có nghĩa là vậy là anh có người thứ ba. Dạ đúng. Và em phát hiện ra. Em là người phát hiện. Khi phát hiện ra thì cái phản ứng của anh như thế nào? Rất là dữ, nhưng giống như là đó là điều bình thường rồi. Rồi sao chia tay? Anh nói chia tay hay em nói chia tay, hay là cứ im lặng như vậy rồi là cả? Đúng rồi chị, giống như là theo một thói quen á, là cứ im lặng. Sau một thời gian các nhắn tin nói là chúng ta không hợp. Và ảnh nói chúng ta không hợp? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì ảnh có giải thích cái sự việc không đó? Chị, chị nói là chúng ta không hợp. Nói chung là giải thích trong cái khoảng thời gian em đi du lịch cùng công ty ở Nha Trang á, nếu như em đoán không lầm thì gia đình của ảnh đi ra ngoài tháng mời đám cưới của em trai, thì cũng có thể là thời điểm đó là ra dạm hỏi cái người đó cho ảnh. Vậy là trong lúc ảnh quen mình, nhưng mà cái đó là rõ ràng là cố tình đã dối gạt mình. Mà trong cái quá trình mà 2 năm hai người quen với nhau á, thì cái tình cảm nó có nồng cháy lắm không? Có bao hứa hẹn gì với nhau? Có tính toán gì đến cái chuyện lâu dài với nhau chưa? Nếu như mà thay vì không vì người thứ ba là có thể năm nay em sẽ là người làm đám cưới. Đã có tính với nhau luôn rồi đó. Nhưng đùng một cái thì ảnh sang ngang như vậy. Em nghĩ nếu như mà em không phát hiện ra thì bao lâu sau ảnh chắc ảnh cũng phải tự tìm nói với em đúng không?
Chứ nếu bên kia vẫn cái tình cảm nó phát triển thì bắt buộc cũng... Em cũng không biết là bạn gái bên kia là người như thế nào, nhưng mà theo như em quan sát được á, trên Facebook của anh á, đều biết sự tồn tại của em, đều biết sự tồn tại của em, tức là đều biết em là bạn gái của ảnh. Mà không hiểu sao cái chị đó lại có thể coi như là em giống như là không tồn tại vậy chị. Đợt em phát hiện em có nhắn tin thì là cái người đó là đưa tin nhắn cho bạn trai em đọc. Cái xong rồi anh nói là không có gì hết, dạng như là chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đến lúc mà anh nói là chỉ đây xong, em mới nhắn tin thẳng cho chị đó, em hỏi hôm nay tin nhắn này chị có đưa cho anh nó đọc nữa không. Chị không có trả lời em. Thôi chuyện cũ rồi bỏ qua. Nhưng mà chị nghĩ em cũng đừng buồn nữa. Nó là coi như một cái không may trong cái cuộc đời của mình đi, để cái tình duyên. Chứ bây giờ mình cứ nhớ tới cái người đó làm gì, trong khi người ta đã có cái người mới rồi. Người ta đâu có nghĩ về em đâu mà em phải nghĩ tới người đó chi cho nó mệt. Mới đám cưới cách đây hôm nay là được 2 ngày rồi đó chị. Cưới 2 ngày rồi đó, thấy chưa? Bây giờ là càng không có lý do gì để phải rơi nước mắt vì cái người đó nữa. Chị biết cái này là cái nước mắt này không phải là vì nuối tiếc khi nhớ nhung gì cái anh đó, nhưng mà cái nước mắt này là cho chính bản thân mình. Khi mình nhắc tới thì mình cảm thấy là mình bị tổn thương, rồi mình bị xúc phạm thì mình khóc cho bản thân mình thôi, chứ không phải khóc vì cái người đàn ông phụ bạc đó nữa. Nhưng mà chị cũng hy vọng rằng từ nay em sẽ có một cái gì đó nó mới mẻ hơn, tìm được một cái người xứng đáng hơn và yêu thương chăm sóc em, thì những cái vết thương trước đây coi như nó không đáng là gì cả. Hôm nay là lần cuối rồi, nhắn nhủ rồi, giải tán. Ok rồi, cảm ơn em. Sau khi nghe câu chuyện của bạn gái như vậy thì không biết là Minh có cảm xúc như thế nào? Em cũng suy nghĩ là, tức là bên phía bạn Sang ấy, thì bạn ấy thì cũng giống như là có trong một cái thành ý. Tuy nhiên thì cái bạn nam kia thì có thể là chưa biết trân trọng, nên mới có chuyện là quen hai người cùng lúc, nên là mới dẫn tới sự việc như vậy. Còn nếu mà bên bạn trai kia mà gọi là xác định rõ ràng cũng như là trân trọng ấy, thì cũng không để xảy ra cái này, thì cũng rất là tiếc. Thế nọ cũng xin chia sẻ với cả bạn Sang. Thật ra không ai ép mình phải yêu mãi một người, tại vì tình yêu nó không có lỗi. Nếu như hôm nay mình yêu nhưng mà 2-3 năm, 5-7 năm sau, ví dụ có những cặp vợ chồng họ lấy nhau sinh con đẻ cái họ vẫn ly dị, thì cái đó mình không thể nào mà mình nói ai đúng ai sai. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã từng là cái người của nhau, đã từng yêu thương nhau, thì có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra chúng ta phải cư xử với nhau thật là văn minh. Không, nếu mình không yêu nhau nữa thì mình nói với nhau rõ ràng rồi mình chấm dứt, rồi mình hẳn đi tìm một cái khác, thì không ai trách ai cả. Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho những người đang yêu hoặc là những người chưa yêu, thì mình cũng hiểu rằng trong tình yêu đôi lúc nó cũng có những cái công thức của nó, có những cái là quy tắc của nó, là đừng làm tổn thương nhau. Thì sau này cuộc đời mà trái đất tròn mình sẽ còn gặp nhau, mình vẫn có thể say hi, chào, cười, hoặc là mình vẫn có những cái tình cảm, những kỷ niệm đẹp đối với cái người mà đã qua trong cuộc đời của mình. Bây giờ Minh sao? Bây giờ giới thiệu một xíu về mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Điểm mạnh của em thì cũng là một phần hạn chế, đó là cái khả năng uống bia rượu của em ấy. Thì em uống là 10 chai như một. Có nghĩa là sao? Tức là bình thường người ta uống 10 chai, người ta xỉn. Em uống 1 chai em xỉn luôn. Tưởng đâu em nói uống 10 chai cũng như uống 1 chai chứ. Có nghĩa là... Tức là em không có bia rượu. Không bia rượu, được rồi. Còn hút thuốc thì em hít thôi. Không có thuốc. Hít ở đây nghĩa là giống như là trong bạn bè, rồi cả những người quen biết ngồi với nhau ấy, mình toàn hít khói người ta mà. Nên là đánh ra nó cũng vừa là điểm mạnh vừa điểm hạn chế trong giao tiếp khi mà đi công việc ấy. Nãy giờ chị nghe toàn các em không biết gì, cái gì em biết em nói chị nghe coi. Nói chung là em thì cái gì cũng biết, được cái biết điều. Biết điều, không biết điều mới mệt á. Dạ. Có gì nữa không? Điểm mạnh, điểm yếu, có cái gì đặc biệt của người em không? Nó ấn tượng. Giao tiếp thì hòa đồng rồi vui vẻ. Thì lúc có thể trong mọi thứ thì có thể hơi nhanh nhanh một chút, nó giống như là không có thiếu muối, không có nhạt. Chắc không? Vừa. Nhây có được bằng cấp gì chưa? Bằng cấp à? Chắc là nhờ chị cắt đường chứng nhận. Chị phải coi, chị phải thấy, thì nãy giờ chị chưa thấy nhây mà, chị đã thấy nhây gì đâu. Vâng, thì chị đang chứng nhận em đấy. Có tật xấu gì không? Chắc là cũng có. Ví dụ, gì cho nó bựa bựa chút coi. Bựa bựa à? Nhiều quá không nhớ hết hả anh? Không có gì sao hết. Chưa nghĩ được chị ạ. Ráng nghĩ khi nào có báo chị hay nha. Thực ra ta xấu nhiều nhưng mà vì lên truyền hình nên không kể. Trời ơi, vậy là chưa thuộc gọi là nhây, chưa thuộc gọi là bữa. Chưa, tôi chưa cấp bằng cấp đâu. Vậy còn Sang, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nó nhiều. Nó nhiều điểm mạnh. Còn gì nữa? Em cũng không nhớ nữa. Rồi điểm yếu? Một phần nãy chị cũng có thấy là có thể là mau nước mắt. Khá thẳng thắn. Đôi khi là ghét ai thì nói thẳng. Có gì sai thì mình nói thẳng, nhưng mà được cái là không để trong lòng. Nói ra thôi, không để bụng. Dạ đúng rồi. Rồi tình trường của em sao? Mấy mối tình rồi?
Đến thời điểm này thì chắc là được hả? Khá hai hả? Ừ. Ít chị? Hai là nhiều đấy, trên nhiều. Một là nhiều đấy chị. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Giai đoạn hồi 2016, quen nhau cũng được tầm 3 năm. 3 năm cũng khá dài rồi, sao chia tay? Nói chung là bạn đấy cũng tốt, tuy nhiên thì có thể em và bạn đó chưa gọi là cùng mục tiêu, tức là chưa đi đến. Rồi có chia tay trong hòa bình hay là ngẹn ngào giống bên này không? Hòa bình chứ chị, người ta thường nói rằng là thà chia tay lúc còn tôn trọng nhau còn hơn là chia tay lúc xúc phạm nhau, nên là tất cả mọi thứ đều hòa bình hết. Một quan hệ tốt đẹp. Tốt đẹp, bây giờ còn liên lạc với nhau nữa không? Còn liên lạc mà. Vẫn bạn bè bình thường, vui vẻ. Bình thường. Đồng nghiệp em đấy. Đồng nghiệp luôn. Rồi bây giờ có còn làm chung nữa không? Làm chung. Vẫn làm chung. Ủa anh, rồi tình xưa nghỉ cũ không rủ cũng tới hay sao anh? Không có đâu, là cả công ty anh đều biết hết về cái chuyện mà quan hệ của anh với cả bạn đó. Và sau khi mà ngưng ấy thì tất cả mọi thứ đều hòa bình bình thường hết. Vẫn giao lưu, vẫn tất cả chỉ trên công việc rồi đồng nghiệp, không có gì cả. Cái chuyện mà tình cũ không rủ cũng tới ấy ha, đối với chị Tường là nó không đúng. Là tại vì hồi xưa chị cũng có một cái mối tình mà gọi là tình cũ không rủ cũng tới. Nghĩa là mình cũng tò mò, có nghĩa là cái người đó mình đã chia tay rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì cái bạn đó thì có một thời gian vẫn là độc thân. Rồi mình thì cũng độc thân. Rồi cho nên rồi mình vẫn là tôn trọng nhau nên mình vẫn bạn bè. Thì đôi lúc khi mà làm bạn bè thì lại thấy rất là hợp. Nói chuyện nhau mình có thể nói hết, mình quen anh nào đau buồn mình cũng kể anh nó nghe. Rồi cái thì hai đứa mới ngỡ đâu là chắc hai đứa có cảm xúc lại với nhau. Nhưng mà khi hai đứa quyết định là thôi bây giờ em cũng không có gì, anh không có gì, thì bây giờ mình hiểu nhau rồi cái mình quen nhau lại, thì mình biết đâu là không là tình cũ đó. Nhưng mà khi mà hai đứa quyết định quen lại với nhau, có ngày sau thôi cái hai đứa lại ngồi nhau, thôi em nghĩ em anh chia tay đi, mình làm bạn tiếp. Có nghĩa là khi cảm xúc trong tình yêu nó hết là nó hết nha em nha. Không có cái vụ tình cũ không đâu cũng tới đâu. Tường không biết mọi người sao, có câu chuyện kể nghe chơi cho vui, nhưng mà riêng Tường là hết, quay lại không có được. Bạn bè là bạn bè mà yêu nhau là yêu nhau mà không có được nha. Cho nên khỏi lo cái vụ tình cũ không rủ cũng tới. Tại vì nếu mà rủ tới người ta vẫn làm chung nhau mấy năm nay, người ta cũng tới lại rồi chứ không cần lên đây ngồi ha. Rồi để cô khỏi lăn tăn. Thế bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn nữ thì cũng trong độ tuổi của U30. Ừ thì đấy 30 đấy. Dạ vâng. 10 bên này 85 phải không? Dạ đúng rồi. 5 tuổi đẹp đó, tuổi đó tuổi kết hôn đẹp rồi đó. Em nghe đồn 2 tuổi này hợp đấy. Em nghe đồn 2 tuổi này hợp đấy. Là con gì với con gì? Châu với ngựa chị. Ngựa. Sử ngọ. Vâng. Là hợp đó hả? Hợp thì châu ngựa xong ngày đi cày cùng nhau ấy. Đầu trâu mặt ngựa. Nhưng mà em nói hợp mà nghe tựa ở đúng không? Đúng không? Trâu với ngựa, đầu trâu mặt ngựa hợp luôn. Còn em, mẫu người bạn trai em tìm bây giờ là người như thế nào? Để chị coi coi có chuẩn có khác gì 3 năm trước không? Cũng không thay đổi gì mấy đâu chị. Thích sao? Cao trên 1m7. Được, có hơn á. Hơn em ít nhất từ 4 tuổi trở lên. 5 tuổi thì vừa luôn đó. Rồi, vừa rồi, thấy hợp rồi đó. Không, mà mấy lần trước cũng thấy hợp mà cuối cùng nó không hợp đó. Không biết lần này sao à? Chắc do được trước, chắc do tuổi không hợp. Bạn kia thì được trước có hơn em có 2 tuổi rồi. Lần này đừng bỏ em nữa nha anh. Lần này đừng bỏ em nữa nha anh. Chưa gì trơn nói nghe thấy thương. Thật hình em đấy. Thả tính là đừng bỏ em nữa nha anh. Anh chưa lấy mà. Không, anh bỏ đấy em. Anh bỏ vào tim anh. Anh bỏ vào tim anh. Khi ngày mà anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Thính này còn đậm hơn nữa. Cho coi hình, cho coi hình hai bạn cái coi. Cặp đôi đầu trâu mặt ngựa. Trời nghe thấy ghê luôn. Đó chưa. Trời. Ôi, ơi anh nào cũng cao thế. Anh nào cũng cao, đây cô nào cũng cao hết á. Hai đứa hình cũng giống nhau nữa. Trùng hợp không chị? Năm người. Bên đây năm người đen. Bên đây mấy người? Năm người luôn chị. Năm người đen. Ủa hai người chọn hình cũng giống nhau thì chết rồi. Mẹ em nói anh cao mét mấy vậy? Năm người bên đấy trên mét 7 hết đấy. Đúng rồi. Trời ơi, bên này cũng khó lắm á. Một là anh này, hai là anh này. Trời ơi, sao mà tự nhiên một hai từ lưa vậy? Anh nào cũng anh thôi chứ. Khó lắm. Đây, em nghĩ cô này. Rồi. Giữ nguyên nó đi. Bên này sao? Chốt chưa? Chốt hả? Em nghĩ là anh này. Nghĩ là anh đó. Không, anh đeo kiếng đó. Lý do tại sao? Thứ nhất anh này thì là không phải rồi. Lý do? Trong mấy anh này nhìn á, ba anh này nhìn có vẻ như có vợ, được vợ chăm, nên nhìn rất là bộng bỉnh. Trời, phân tích. Thôi được rồi, tôi không nghe phân tích của mấy người nữa đâu. Chốt quớt hết rồi, nhìn đi, hãy nhìn về cửa trái tim của tôi. 1, 2, 3. Anh
là hãy xem em. Hình so hình à. Anh ở giữa. Trời ơi thiệt tình luôn á. Sau khi nhìn hình với nhìn trực tiếp thì thấy như thế nào? Thấy bạn nữ hiền, mà bạn nữ chia sẻ thì cảm xúc thì đúng. Thế là thấy bạn ấy thuộc về form là cảm xúc. Còn em cảm nhận như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra? Tim có đập mạnh một chút, tim có đập mạnh một chút. Hãy bên em thân gần nhé anh để cảm nhận. Nào tim ngừng đập thì mới lo chứ tim đập mạnh là tốt rồi. Hôm nay đến gặp bạn thì đây luôn, đây luôn, đây luôn. Có món quà gửi tặng bạn. Đây là bức tranh em tự tay làm. À. Cảm ơn em nhiều nhé. Đâu 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 cho chị xem chứ, ngồi xuống đi được rồi, ngồi xuống. Đây là bức tranh bạn ấy. Nãy giờ chị tưởng em tự làm à? Đính đá. Đính đá. À chứ không phải thêu thêu hả? Rất là ấn tượng chị. Tự làm là sao, là mình lấy mua đá nhìn ngồi mình đính dạ, vô đúng vậy đúng hả? Rồi ạ, dạ. Ủa bức tranh này ý nghĩa gì? Đây con công, đây con công. Một cặp luôn hồi nãy chị. Giờ xây dựng công. Chưa có trúng nữa đó, xây qua bên xây, ừ đây đó. Trời ơi đẹp quá ha. Bức tranh này em làm trong bao lâu? Em làm sau khi đi làm về là tầm mỗi ngày em dành khoảng 2 tiếng thì... Mấy ngày? 3-4 ngày. 3-4 ngày mỗi ngày 2 tiếng mới ra bức tranh tặng em đó nha. 3-4 ngày 2 tiếng được không? Em không đóng khung là tại vì em muốn là anh với em sẽ là người cùng nhau đi đóng khung. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất anh đã trao. Trời ơi thả thính quá, thính quá thính luôn. Rồi coi bên đây món quà bên này. Chị cài áo ha, mình cài vô luôn đi em cho nó đẹp. Anh phải cài cho em với chị. Ủa thả thính nữa. Còn nói người ta nói vậy mà còn không qua cài. Anh phải cài cho em chứ. Rung chứ sao không rung. Chừng chích vô thịt ta. Cái tim này nó hơi lố qua bên. Nó lệch, nó bị lệch. Thôi kệ em, đó là tấm lòng của ảnh. Lần đầu tiên anh chưa có kỹ năng, từ từ phải luyện tập. May là chưa kỹ năng đấy, chứ em là kỹ năng nhiều đó. Phải không? À, rồi. Như vậy là cái một cái sự gặp nhau thì chưa biết đôi trẻ này có cảm xúc với nhau hay không. Nhưng mà trước tiên tôi ngồi đây tôi thấy đầy cảm xúc rồi đó. Bây giờ thì Cát Tường sẽ dành riêng cho hai bạn ấy một chút không gian riêng tư để vừa trải nghiệm những món ăn ngon tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương và vừa trò chuyện với nhau. Xin mời đồ ăn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món chả cá lăng đỏ nha. Rồi mình ra lăng mình phục vụ bạn gái luôn ha. Rồi nói chuyện luôn ha. Ít phút chị Tường quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi, em cảm ơn chị. Hiện giờ là em đang ở khu vực nào? Hiện sinh sống và làm việc ở Tân Phú, quê ở Đồng Nai. À, Tân Phú. Đúng rồi anh, từ chỗ em lên Tân Phú thì tầm khoảng 2 tiếng đó. Bữa nay là anh em mình có duyên ấy, gặp nhau lại được đi ăn chả cá. Nên là bây giờ anh sẽ gửi em. Trước giờ em đã ăn món chả cá bao giờ chưa? Em chỉ ăn bún chả cá của Nha Trang thôi anh ạ. À, hôm nay em sẽ được thưởng thức món này gọi là món chả cá lăng. Một món rất là nổi tiếng. Nhà sang là mời anh chị em sang rồi. Em con một anh ạ. Anh cũng con một, anh em điểm chung đấy. Nãy giờ thấy hơi nhiều điểm chung rồi đó. À, không hay. Hiện giờ thì em đang làm bên lĩnh vực gì? Em làm kế toán vật tư anh. À, kế toán. Thế anh em cũng có điểm chung luôn rồi, anh cũng làm ngành tài chính. Em làm bên bảo hiểm. Ừ, bảo hiểm nó thuộc nhóm ngành tài chính. Ừ. Dạ, nếu em nghĩ bên đây, bên bển có chỗ cho em làm không anh? Anh đưa em vào luôn, nếu mà em muốn thì mai. Dạ, dạ em, dạ em xin nghỉ công ty để anh đưa em vô nhá. Ừ. Còn bây giờ cái tính chất công việc của em ấy thì nó gọi là rõ ràng và tất cả mọi thứ chứ không có chuyện là nói lập lờ. Ừ. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Để mà gọi là đi đường dài với nhau ấy thì anh nghĩ là hai người ấy thì cần có sự gọi là chia sẻ này, chân thành này và gọi là tôn trọng nhau. Em thì quan điểm rất là rõ ràng. Nếu như mà thật lòng á, yêu là cưới. Nhưng trong mối quan hệ đó thì chúng ta phải luôn dạng như là cứ sòng phẳng với nhau đi. Ừ, tiện thể cho em hỏi là giả sử nếu như sau này á anh muốn cưới một người về làm nội trợ cho anh hay là cô ấy cũng phải đi làm? Thì với thời buổi này thì ai cũng phải đi cày. Ừ. Giống như nếu mà trường hợp mà anh đại gia mà kể anh có nuôi được ấy, nhưng mà nuôi luôn được bà xã của anh, bạn đời của anh ấy, thì anh vẫn muốn người bạn đời của anh đi làm.
Tại vì khi mà đi làm ấy thì người phụ nữ sẽ được giao tiếp, rồi được cởi mở, được cập nhật tất cả mọi thứ, được chủ động. Còn nếu mà ở nhà thì giống như là chơi không rồi nghĩ này nghĩ nọ rồi hành hạ anh tội anh lắm. Ở nhà cũng chưa chắc chơi không mà anh, mình không phải là việc nhà nấu cơm dọn dẹp gì rồi kia nữa, chứ không phải cứ nói ở nhà là chơi không được. Thì vừa rồi như anh nói rồi là anh đại gia thì anh nuôi, nhưng mà ở nhà thì khi mà đã đại gia rồi chỉ có ngồi chơi thôi, đâu ấy, nên là anh cũng không muốn là chuyện ngồi chơi. Thế em thích ở nhà hay đi làm? Đi làm rồi anh, mình phải đi làm để mình ra ngoài mình thích. Trời ơi, cái cặp nào mà hẹn hò mà cũng giống như cặp này là bà Mai đỡ nói chuyện lắm nè. Là sao chị? Là coi như là rất là chủ động. Tôi chưa nghe một nhịp nghỉ, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Trời, tôi thích dễ sợ luôn. Cho ngồi nói chắc tới mai luôn cũng được. Nãy giờ mà tôi chưa nghe có cái chốt hạ cái hẹn hò buổi nào hay gì hết trơn ta. Dạ vâng, thì đang trao đổi em thì... Em trao đổi tính tới mai hả? Cái thời gian nó có hạn, mình có vô lẹ vấn đề chứ đâu mà ngồi trao đổi tới mai. Ý của bạn nữ nào? Chị Tường mát tay ngày hôm nay mà thành công nữa thì em thì nếu như mà có thể thì cuối năm sau. Có nghĩa là trong vòng một năm đúng dạ. không? Đánh nhanh rút gọn ha. Dạ. Yêu 8-9 năm cũng chia tay như thường. Dạ, nên nhiều rồi. Khi cho nên là chị cũng vậy đó, chị mà thấy ai nhiều khi vài tháng người ta dám cưới là tôi dám nhận luôn á, thiệt. Đúng rồi chị. Mà quan trọng là người đàn ông phải tỏ phải cầu hôn. Nhưng mình cầu hôn không được. Tôi hả? Hay cặp này tôi chịu quá, tôi thích á. Tại thật ra là xưa giờ lúc nào cũng nói nam nữ bình đẳng, nhưng mà thường nói chứ cũng thấy đâu bình đẳng được đâu. Có những chuyện cũng phải nam làm chứ nữ đâu làm được đâu. Cho nên là chị, đối với chị thì là nam phải là chủ động. Trong tình yêu là nam phải chủ động, nữ là chủ động ngầm thôi. Cái người nữ nào mà tài năng thì mình sẽ chủ động để mình xoay cái người nam chủ động theo ý của mình. Chứ còn mà mình cũng ngại chủ động mà chờ cái bạn nam thì bạn nam thụ động lắm. Cho nên là người giỏi là phải biết làm sao để điều khiển bạn nam chủ động theo ý của mình. Vô điều bình thường tốt tốt đó. Hả? Điều bình thường tưởng tốt đó. Nhưng mà mình đã có cái tích lũy rồi, cái chuẩn bị gì cho cái máy ấm gia đình chưa? Có chị ạ. Thế còn em? Chưa có vợ thôi. Chứ còn nếu mà nói mọi thứ về công việc, kinh tế, mọi thứ mà chưa ổn định hay chưa có gì, làm sao lấy vợ? Thì em có công việc là ổn định, thu nhập bấp bênh. Lầy, cái đó gọi là lầy lội, cái đó gọi là nhây đó. Thế còn em có nghĩ mình là một cái người vợ mà có thể vung vén khéo trong gia đình không? Một người là kế tế, một người là bên tài chính rồi chị. Mà tài chính là nắm trên kế toán rồi. Nó lại để bạn hình dung. Tức là mình ngành bảo hiểm của mình là thuộc ngành tài chính. Còn công việc của mình là bên kinh doanh. Kính thưa quý vị, bây giờ thật ra cặp đôi này thì quá lanh rồi. Người ta đã chín chắn và trưởng thành hết rồi. Thì bà Mai cũng đơn giản, không có cần làm gì nhiều. Bây giờ xin mời người bạn đồng hành của bên nhà trai để mà nghe ý kiến của một cái người bên ngoài xem họ có cái gì khác với các Cường hay không nha. Mời em vô đây em ơi. Dạ em chào chị Thư. Bồ cũ hả? Dạ không. À dạ làm không, chung, không làm, có gì cũ. Làm chung mà không có gì cũ. Mới. Ok, rồi mới hỏi bồ cũ hả không liền. Nhảy liền chứ à. Tại vì em thấy chị cũng hơi... Em tên là gì? Dạ em tên Phước chị. Phước, rồi em làm chung với Minh bao lâu rồi? Dạ một năm. Một năm, hiểu gì về Minh không? Dạ hơi nhiều. Có tật xấu gì? Nãy giờ anh chưa khai tật xấu từ đầu, giờ chị Tường khai thác hoài chưa được. Em giúp chị. Giờ là cái tật xấu rồi chị, anh nhây mà anh nói nhiều mà anh nói dài. Cái tật xấu là gì? Nói nhây, nói nhiều, nói dài. Mà nói đúng không? Đúng hả? Thôi kệ, đúng là cũng như người nhà bên nhau. Người nhà bên nhau hả? Chị tính về phía em rồi đó, mà em nói vậy thôi chị về. Rồi, hôm nay với cái cuộc gặp gỡ này thì mình ngồi ngoài mình nhìn thấy như thế nào? Trước khi tới đây thì em rất là mong anh Minh ảnh tìm được cái người bạn đời của ảnh. Và cái tiêu chí của em là chỉ cần còn thở là em lấy. Bạn này là vừa thở được nè, vừa đẹp nè, vừa đẹp gái, vừa có công ăn chuyện làm ổn định. Và cái tư duy cũng rất là ổn định. Ủa bộ, mình nó ế dữ lắm sao mà còn thở là lấy? Dài. Hả? Ế lâu lắm. Cái thanh lợi hoạt bát sáng sủa cao ráo. Trong công ty không có địa ai chứ hả? Công ty có vợ, có gia đình hết rồi chị. Rồi đi làm về là đi về thẳng nhà, không thấy đi chơi, không thấy hẹn hò ai. Ảnh được một cái rất là chăm làm luôn chị. Ảnh làm từ sáng cho tới tối rồi. Sau giờ làm ảnh vẫn tiếp tục đi làm. Vậy chắc tiền cũng khá ha. Nhiều lắm hả? Đó, tôi chưa cần vô đây. Hồi nãy anh nói là anh có thể nuôi được vợ ảnh mà, nhưng mà anh vẫn có muốn vợ đi làm để cùng có mấy chị. Đúng rồi, chứ vợ ở không là sinh nông nổi em ha. Không mệt lắm, ở không đừng mở. Đó. Rồi vậy là bây giờ em có cái lời chốt hạ, lời khuyên gì cho cặp đôi ngày hôm nay không nè? Đăng điêu. Đăng điêu. Dạ ăn điêu. Ăn điêu. Ăn
điêu là gì? Là chốt điêu á chị, là chốt hợp đồng á chị. Ăn điêu, à ăn điêu. Rồi ok, cảm ơn em. À rồi, ăn điêu. Chúng ta quay lại vấn đề nghiêm túc. À, đến với chương trình là chúng ta để tìm một nửa yêu thương của mình. Và như chị chia sẻ lúc nãy, cái quyền quyết định là của các bạn ha. Mình cứ làm cái đúng cái trái tim của mình mới là sự tôn trọng dành cho đối phương. Thì bây giờ các bạn cũng đã trưởng thành hết rồi. Chúng ta mỗi người hãy nói một câu ngay giờ phút này, cảm xúc của mình như thế nào, hoặc mình suy nghĩ như thế nào về cái buổi gặp mặt này. Sang cho anh hỏi thăm một chút đi. À, bên phía em này và nhà em có dị ứng với người Bắc không? Mẹ em gốc Bắc anh. À, là mọi người miền Nam mình hay gọi là Bắc Nam Tư á. Rồi tiếp nữa là có nhà em có theo đạo gì không? Em bên Phật. Bên Phật. À, không dị ứng người Bắc này. Rồi cũng có dị ứng về nghề bảo hiểm không? Chị dị ứng khi họ gọi tới làm phiền em tư vấn là chị ơi em cần bán bảo hiểm này, anh cần bán cái này thôi. Anh hiện giờ đang làm bảo hiểm thì em nghĩ sao? Nếu như anh bán miễn phí cho em thì em mua đó. Nhà em thì cũng không có dị ứng với công việc bảo hiểm của anh đúng không? Dạ đúng rồi, không anh. Ủa công việc có gì đâu dị ứng ta. Câu này hơi thừa. Cái câu đầu được, cái câu bắt thì được, cái câu đạo thì được, chứ cái câu dị ứng bảo hiểm nó hơi thừa. Em chia sẻ thêm, không thừa đâu chị ạ. Tại vì trước giờ nãy chị cũng thắc mắc là lý do tại sao em FA đến thời điểm này ấy. Thì thực sự là có rất là nhiều lý do củ chuối em bị FA. Thứ nhất là em người Bắc, ok, thì người Bắc thì em thì có thể hiểu. Có người thích, có người không thích, thì có câu đó hỏi thì được. Đến nghề nghiệp, em làm bảo hiểm cũng bị dị ứng. Kìa, chị đó giờ chị chưa nghe nha. Thật? Chị chưa nghe, cái kiểu là dị ứng là dị ứng đúng như em nói là với cái cách họ tiếp thị, có nhiều khi họ phiền mình đang ngủ cái điện thoại. Dạ. Chứ còn cái chuyện mua bảo hiểm thì chị thấy nó cũng cần thiết mà thì thấy em, như, như là ai cũng mua mà. Nhưng mà em làm trong ngành bảo hiểm, thế nọ thì bị dị ứng luôn. Anh có thích một người con gái tha thu không? À xăm hình gì? Vâng. À, xăm hình thì không sao hả? Anh cũng có xăm mà. Có xăm hả? Ừ. Anh xăm ở đâu? Anh xăm bên tim anh, bên tay trái. Rồi, thôi được rồi, anh chốt đi. Anh chốt đi à? Thế như vậy em chốt rồi đúng không? Ờ, em chốt rồi. Sau 3 tiếng đếm chị Tường, nếu đồng ý bấm nút nhấn mạnh, đây không phải nút cảm ứng nha, phải ấn bằng lực. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi mời qua đây cưng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nói một cái nữa là mình thấy nào bị chửi nè. Cặp đầu trâu mặt ngựa đẹp ghê. Dễ thương thiệt. Đây là món quà của chương trình gửi tặng cho em nha. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, giống như là mình có chia sẻ từ đầu, hôm nay cũng chỉ mới là tiền đề thôi. Chứ có 30 phút thì rất là ngắn ngủi, không đủ để hiểu được nhau. Và cũng giống như Sang nói rằng là muốn tiến tới nữa thì chúng ta còn có một quá trình tìm hiểu nhau nữa. Hy vọng rằng hai bạn phải thật sự chân thành với nhau. Và chúc cho hai bạn có những thời gian ở bên nhau tìm hiểu, chăm sóc để mà chia sẻ với nhau. Thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và biết đâu, một ngày không xa, một ngày cuối năm sau chẳng hạn, em sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Thưa quý vị, và hôm nay thì bà mối Cát Tường đã thành công trong công việc của mình rồi ạ. Một cặp đôi mà Tường nghĩ rằng họ rất là thú vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình tìm hiểu nhau của họ nhé. Và chương trình của chúng tôi hôm nay là tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.